cẩn thận, cẩn thận. Kéo 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 kéo. Dưới nhặt. Không phải xấu hổ đâu. Úi dồi ôi. Nói cho một cần đâu ở đâu? À, lúc nào mới đi học? Hả? À, cô giáo thông báo chưa? Đây, về đây, vẫn còn nhiều mà. Cho mấy em này. Hiện giờ là Linh đang cùng với cả Lử là đi vào trong một cái thôn bản của người Mông ở một cái khu vực biệt lập. Thì hôm nay thì mình Linh đang vào đây để trải nghiệm ở một cái thôn, nó là tên là thôn Xéo Hồ, thuộc xã Xuân Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thì anh em là đang trên cung đường để đi vào trong đây, đường đi lại rất là khó. Thận nha, hết sức cẩn thận. Đường rất là bé các bác, và còn nhiều đá nữa. Ui, đường ơi. Để vào được cái bản biệt lập đó thì đường đi lại rất là khó khăn nhá quý cô bác ạ. Hôm nay thì Mỹ Linh cũng muốn đưa tất cả mọi người đi đến những cái thôn bản ở xa xôi, cho mọi người biết về cuộc sống của bà con vùng cao như thế nào. Đây là cái tuyến đường đi vào trong cái thôn bản đó. Hết sức cẩn thận. Cứ thả xuống ai. Nhiều đá quá. Thu ngô. Con chắc là đang đi thu ngô. Mà để chở được những cái bao ngô về thì quá là vất vả. Chạy ố, ố lên. Nhấm 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 phanh nhấm phanh. Đúng rồi đi. Bị kẹp.
Một chân đỡ một chân nhấn phanh ấy. Quá hồi hộp các bạn. Đường qua đường đi quá vất vả. Hiện tại thì Linh đang trên cung đường để đi xuống đến cái thôn Xéo Hồ này, một trong những bản biệt lập, đường đi lại rất là khó khăn. Phía bên tay phải Mỹ Linh đây là chỗ bà con đang sinh sống. Mỹ Linh cũng không rõ ở đây, hôm nay là Mỹ Linh chủ yếu là vào trong này để trải nghiệm một cái thôn bản mới. Đặc biệt là cái thôn mà ở rất xa và đường đi lại rất là khó. Như lúc nãy các bác cũng được xem những video mà Mỹ Linh đi đường thì mọi người cũng biết là cái đi đường đi lại nó vất vả như thế nào. Đây đang trong đường để đi vào thôn đây. Không dám đi, chỉ đi người số 1 vào hãm phanh và cả phanh. Đầu xe cực cực, không biết là nó bị làm sao. Không biết là ở đây nó có bao nhiêu hộ dân ở đây. Khả năng là nó cũng là vào tầm khoảng là 60-70 hộ gì đó các bác. Mỹ Linh cũng đoán thế thôi. Tại vì nhìn cái nóc nhà ấy, thì mình đoán nó tầm chừng đấy. Nhưng mà các nhà của bà con thì nó sống rải rác, không chung mấy. Hiện giờ thì Linh đang vào đến chỗ thôn của Xéo Hồ rồi. Thì những video trước ấy thì các bác cũng biết là chỗ anh Quang Linh thì cũng đến đây là mọi người cũng hỗ trợ xây những điểm trường này. Đây những cái điểm trường cho bà con đang học ở dưới này này. Đấy thì bây giờ Linh đang đi qua đây xem là bà con có ở nhà không. Mình cũng đi gọi là trải nghiệm một vòng, gọi là đi thăm bà con dân bản thôi. Để cho mình biết đến cái thôn này. Đây có một cái căn nhà của người dân ở đây. Ui, căn nhà này cũng là cũ ấy. Còn không biết là có ai ở không các bác? Khả năng là căn nhà này không có người ở rồi. À, bên này vẫn có người ở. Xin chào nhá. Đây vẫn có nhà của người dân đây. Hình như không có ai ở hay sao ấy. À, đây vẫn có nhà người dân này các bác. Đấy. Đến đây mình mới biết là có những người nhà như thế này. Muốn để nhau chơi mua ô. Đây lử lấy cái đèn mình đi vào trong nhà của người dân chơi luôn. Gọi là hỏi thăm bà con, động viên sức khỏe. Lần đầu tiên Linh cũng đến đây ấy, thì cũng muốn là trải nghiệm và khám phá cuộc sống của bà con luôn. Đây mình phải bật cái đèn thì đi vào trong đấy thì mới sáng được. Mình có mua một chút bánh kẹo vào cho các em nhỏ đây. Ồ, nó nhóc chơi rồi. Ờ, chú ở mua cháo xì chúa tích thở à. Ờ, con chào bà nhá. Nên là thác luôn cả mà. Chỉ là chuyện một cháu xí xua dân mệnh. Dân mệnh chứ hả? Ồ, nó tổng rộng mà. Nó tổng rộng gì. Nếu chơi này mua nó tụi này nhỏ. Bê lúc chơi này hả? Ờ. Bê lúc chơi này xả ra chỗ. Mình gọi cho bà. Xả chỗ mình dùng cho nó thế mà.
thế là chưa tủ nữa, là thế. Ờ, chưa tủ này giờ. Ừ, chiếu xuống. Thế là chỉ tủ này chỉ tủ. Mặt nhăn nhó thế rồi. Ờ, cho mình nhổ đi, nhổ tủ tủ thở à chỗ. Ờ. Ừ, thế cái mũi thay này. Chỉ mũi chỉ. Này nó là chỉ tủ này tủ sao là. Nếu trên này hồng nhau rồi. Hả? Chế cho nhẹ luôn. Cho nhẹ ồ, bây giờ cho nhẹ bây. Căn nhà này thì là chỗ nhà này là nhà 9 người các bác. Thì lần đầu tiên là Linh cũng đến đây thì cũng muốn tham quan cái căn nhà của bà con ở đây để cho các bác biết. Đấy, bên này thì vẫn có người ngủ. Sao tận đi từ từ vừa. À tổ quá. Ờ. Tổ nhỏ tổ ba thế, tổ ba. Thế tổ 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 là bây tổ cứ tổn. Ba người ngủ bên đó các bác. Đấy hiện. Hiện giờ thì bà đang ở nhà một mình trông các cháu đây. Ừ, tôi nhỉ, rau hào giếng mà. Ơ chị hỏi mà, nhân này nhá. Chứ tôi chả xím gì, sớm nữa thôi. Giờ mà, ơ. Mà nên nhân này bỏ nắm từ mua xí chênh mà tôi sớm nữa cho lâu. Ừ. Ủa chứ chữ tôi chả ấn đề thì sớm nữa chẳng. Bao bao cho chết. Chết tôi nhỉ á. Ừ, giờ mà. Ừ, tôi sớm mà tê bao cho tôi nhỉ. Ừ, mà nên nhân nhá, bỏ nhá. Đây là những. Nhân thì nên là mù. Ủa chứ mà mù á, chứ tu chứ lò nà thế à. Ừ. Chị mua chưa? Yêu mua hao mua cho kê từ mua mua. Yêu tao cho kê xe thì lò. Mà nó nhân lên nhá. Thấy vừa rồi thì Linh cũng vào đây thì cũng có một hai nhà đây thì cũng chỉ có 90 người đang sinh sống ở đó. Thì hiện giờ thì mọi người chắc là đi làm nương hết rồi. Còn mấy bà là đang trông các cháu nhỏ đây thôi. Bây giờ Linh lại tiếp tục đi xuống dưới này. Đi xuống gần chỗ cái điểm trường ở dưới này nhá. Không biết là cái tuyến đường này có đi xuống được không. Tại vì là cứ đoán theo cái tuyến đường mà đi thôi. Mình phải nhìn đường thì mình mới đi được. Đây phía dưới kia thì có bà con thì đang bẻ ngô. Thực sự là đến đây thì xem toàn cảnh cái khu thôn Xéo Hồ này thì cũng thấy bà con ở chỗ này như không đi được rồi. Đây không đi được nữa, chắc phải lên đường to. Bây giờ mình Linh phải quay lại trở lại lên cái đường lớn ở trên này thì mới đi xuống được dưới chỗ cái điểm trường dưới này. Sau một quãng hành trình thì Linh cũng xuống đến những cái hộ dân, không biết là họ có ở nhà không. Nhớ trời chị lô. Ờ. Mình dòng một cần ta tả lo. Ờ. Nên chú kênh thì mùa bỏ hào à. Bỏ một chết máy tỏ. Mùa chết mà, mà tao mà. Mà, mùa mà. Ờ, một chân ta mà tao à, đẻ lo. Ờ, là. Chứ tôi trả xuống này dính mấy gì. Mình dòng chỉ nhau chết lo. Chỉ nhau nó chết. Ôi, mà mà mua cho lần nào á. Chứ tôi chuẩn này cho dễ dỗ. Ồ, nếu mà tao rút chê thì hành nữa nhỉ. Đúng rồi, thì rút phê nhé. Phê, ủa tao đi mua rồi. Tôi hả nhé. Nó tự mà tôi trả, chứ chứ tôi chuẩn này hóa ní mình gì đi. Nó tự ớ bóc kê. Nó nì mà tôi hành tuần chế kê ra. Đi ta, mà chỉ lo nhỉ. Nó tự mà tôi trả ra. Nó tự tình như lần nào á. Ý nếu có cho kê sau mù, lát lát mù này. Ủa chó sầu này. Mà nhá nhá chị mày nhá. Nếu nì chị mua chị lò. Ờ. À mới khó thai mình ngay tao mì rồi. Ủa sao mù hào. Ủa sao mù hào mà đê đê à. Ủa chị. Ủa chị. Ờ. Cho bè à nè. Dạ ủa cho bè. Ý dễ mất tao cho mì rồi. Chị mua chị. Mà nhá nhá chị mày nhá. Đội trẻ con này thì nó không ở nhà rồi các bác. Còn mới chú ở nhà thôi. Khả năng là hôm nay là đi tập trung hay đi đâu đó. Nên mới gì lò. Xin chào nhá. Đây là các em nhỏ ở thôn Xéo Hồ đây. Mọi người vừa đi đâu về ấy? Nên mới gì lò. À đi bẻ ngô về. Đây anh Linh cho ít kẹo này. Bước khỏi than lên nó nè. Đây về đây. Xin chào mùa nè. Nè. Em cầm đi, anh cho. Đâu còn đội trẻ con nào nữa không? Này. Chúc kê bỏ hâu bùa mùa tàu lá đê tàu.
他几道去？啊。出米椒来出。đây em, đây mai, à, không phải xấu hổ đâu, ôi rồi, lấy cho một cần đâu đâu, à, lúc nào mới đi học, hả, cô giáo thông báo chưa, đây, về đây vẫn còn nhiều mà, cho mấy em này, anh, à, em xin anh, à, đấy, à, chua cho mì nhất là chua chua đi à, tả rồi, chua hết rồi, hú rồi nia, ông bắt nhiều hú rồi nia, mai. Đây cho mấy người một viên thạch nữa này. Cố gắng đi học nhá. Này. Ta tua chỉ bọn em mù khó tớ nhà nên một người này cười rồi. Đấy. Em xin anh đi. Ủa dồi, học lớp mấy rồi? Hả? Các cháu học lớp mấy rồi? Cần đi chờ đợi. Hả? Học lớp mấy? Ừ nhưng mà học lớp mấy rồi? Học lớp 5 à? À đấy. Đây mỗi người một cái này. Em. Ơ. Ngại gì ôi trời ơi. Đúng là bà con các em nhỏ vùng cao ấy, ngại ấy. Đây còn các em nhỏ dưới này nữa. Đây chị Tuân đi rồi. Đấy Linh cũng vào đây thì cũng thăm vài dân bản ở đây thì cũng mua được ít bánh kẹo thì chia cho các em nhỏ ở đây. Trời thì hiện giờ cũng sắp mưa rồi. Đi đâu đấy? Ui ôi. Nên chén nhau đi rồi. Nó mừng giờ từ đây bốc cửa. À. Đây, cầm hẳn luôn. Nhau cho mì gió rồi chưa? À. Phải tết tả rồi. Đấy thì hiện giờ thì một số em thì cũng đi hộ bẻ ngô, một số em thì cũng đi học rồi. Cho nên là cũng không gặp được nữa. Đấy, ui, rơi nhá. Thằng ơi. Cháu xin chú đây cầm cẩn thận hai tay nhá. Cho mọi người. Nó đi về đi, sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi, một chết đi nhá. Hiện giờ thì thời tiết nó cũng sắp mưa rồi các bác. À đi lên đây bẻ ngô gì. Đấy lúc đấy thì mình Linh cũng vào trong này thì các nhà nó nuôi chó rất là nhiều và chủ nhà cũng không ở nhà, thế nên là Linh cũng không thể cho bánh kẹo cho các em được. Thì bây giờ thì trời ở thời tiết sắp mưa, cái đường đi lại của mình Linh nó cực kỳ đi lại rất là khó. Thế nên khả năng là mình Linh phải về thôi, không một lúc nữa là cái đường nó trơn đấy các bác, thế nên đi rất là khó. Hiện giờ thì các em nhỏ đây là đi hộ bẻ ngô, đi điệu những khuẩy tố ngô về để cho gia đình. Đấy mới lớp 5, lớp 6 thôi mà đã phải là phụ giúp bố mẹ rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ phải đi lên phía trên, sau đó là lái xe đi tiếp các bác. Tại vì các bác thấy trời nó cũng đen rồi, thế nên Linh cũng không thể ở đây được. Ở phía bên kia là trời mưa kìa, các bác nhìn rõ trời chưa? Thôi lửa mình đi nhanh, không tí là mình không về được đâu. Đây các em nhỏ là bây giờ là đi điệu bắp ngô. Nè mùi ẻ tà đâu. Hả? Chị đâu tà nè bố được. Mọi người là cũng đi điệu ở tít trên nhá các bác. Đấy nhỏ nhỏ mỗi người một quẩy tấu. Nếu mùa hè chú chúa cho lần nào ô. Trời sắp mưa rồi. Hôm nay thì vào trong bản này thì gặp các em đây. Một số em thì đi học. Để lần tới là Linh có cơ hội thì Linh sẽ quay trở lại cái thôn Xéo Hồ này tiếp tục thăm các em nhỏ đây. Tại vì cái thời tiết bây giờ nó mưa mà cái đường đi lại thì quá là khó. Ở đây thì đường đá nó còn đỡ nhá. Một lúc nữa mình Linh đi lên phía trên ấy thì nó là đường đất mà một khi mưa rồi thì không thể đi được nữa.
cứ ham hố thôi. Bây giờ xuống này toàn đá trơn không để lên được. Nguy hiểm quá. Dựng lên. Trời ơi, lúc đi nắng chang chang. Dưới lên để anh quay ra bên kia. Dưới đây rồi, dưới đây rồi. Tuột đấy. Đá nó bắn nhá. Thôi cứ lên đi. Phải đi bộ luôn. Đi được à? Không. Sao à? Về lắm. Đúng ra là anh em mình sẽ ở đây lâu nhưng mà do trời mưa ấy. Mưa cũng không về là mưa về. Lát nữa không về được. Ngồi chỗ này đi được. Đoạn kia bị khó kìa. Đúng rồi. Là lúc đầu ấy. Cái đoạn này còn đơn giản. Có thể của bà con ấy. Ui dồi. Hót tên. Trơn quá. Thôi cứ dựng chân đi. Đây là đoạn kia. Lên đoạn trên Linh ơi. Cứ dựng chân đó. Kéo. Dưới nhà. Rồi, thế nào bây giờ? Chắc kéo lên đi. Dưới đây nhá, không vừa yếm. Ok. Từ nhá. Đây là vực rồi. Rồi. Đi đi. Đi rồi. Lùi thêm một tí nữa. Thôi, đẩy lên ga lên thôi. Ôi mưa to quá. Từ từ ơi. Uống từ từ ơi. Mệt thì uống nước phải từ từ ấy chứ. Được chưa? Cố gắng đi nhanh. Tí mưa bên kia về to lắm. Tiếp tục. Lên xe luôn đi. Đến đoạn khó rồi, sao ấy? Có một đoạn ở bên đồi thông nhỉ?
trơn. Trời ơi, ôi đi bên kia mưa kìa. Ôi, mưa, mưa hết rồi. Chớ lắm anh đi đi. Anh em cũng ghi lại những thước phim về hành trình cái con đường này cho các bác cùng xem. Xin vào một cái mùa mưa lũ này, đường rất là trơn các bác. Tao phải lên nào. Chỗ này lên kiểu gì đây? Linh ơi, từ từ. Mệt quá các bác, không thể đuổi theo được Mỹ Linh rồi. Đây là trực tiếp cái tuyến đường mà anh Quang Linh đã vào đây để xây dựng trường các bác. Để anh quay cho các bác biết về tuyến đường này đi nó vất vả hay nào. Linh ơi, trên kia nghỉ tí á Linh ơi. Ôi dừng nghỉ tí đã. Lê. Mệt lắm. Cố nốt đoạn này đi, hết đá rồi. Cẩn thận nhá.
người dân nghe. Đi thì đuổi bên kia sang các bác. Tới mồ hôi. Giờ chỗ nào đâu cũng là ghế ngồi hết. Không muốn đi thôi. Sợ sớm xếp quá phải cố gắng phi về thật nhanh thôi. Bên này tạnh bên kia mưa rất to. Bắt đầu từ bên sông Nho Quế ra. Tận bên kia nữa. Bên đây mệt rồi. Bữa cơm của chiều nay hết sạch rồi đi. Chiều nay đã ăn gì đâu. Đánh mì. Chúng mình ngồi lên rồi này xem nào. Chúng giống về đất chân. Lúc đi thì thấy đá thì sợ, lúc về thì lại cần đá, đá lại không có, chỉ mưa ở đấy đá nó trơn. Nhưng mà nó băm được cái lốp, nó tạo đà được đi. Mấy đoạn này còn thẳng mà này đỡ hơn rồi. Đến kia thì đỡ à, đến kia kìa. Đây thì vừa rồi thì mình đi cũng đi cái cuộc hành trình đi vào chỗ thôn Xéo Hồ, thì cái con đường đi rất là vất vả quý cô bác ạ. Thì cũng đi mỏi hết tay rồi. Cũng đi để trải nghiệm cho quý cô bác biết về một cái thôn mới, thôn biệt lập, đi cũng rất là vất vả. Hiện tại thì có các bà con thì đang cải ngô đây. Năm mai ạ. Đi đóng nước khỏi thang. Nó đi, nó đi nè. Nói khỏi thang rồi. Bởi tao không phải tỏ ra cho mình giàu hết tỏ. Ở đây niềm ở đây bất cứ rồi. Đấy, nhá. Thì Linh cũng còn một ít thì thôi chia cho nút lại cho bà con đi. Bây giờ lại tiếp tục cái cuộc hành trình đi ra, vẫn đi một đoạn đường đất như thế các bác. Nói chung bây giờ thì mình Linh sẽ tắt video để cố ra đến đường to, mình Linh sẽ ghi lại hình cho tất cả các bác biết là mình Linh đã ra được đến đường to. Đi go. Sao? Bật hết quần. Sao tay làm sao? Anh sợ bị kẹt chú. Không. Đang let go mà. Let go. Mới cho kẹo cho.
Rồi tiếp tục đi. Đi dê cái đoạn này. Đúng rồi, mòn này. Rồi tiếp tục. Rồi Linh đã ra được đến những mét đường bê tông ở đây để đi lại nó đỡ vất vả hơn. Vừa rồi thì các bác được xem những video hình ảnh của Linh đi vào trong một cái thôn biệt lập trải nghiệm. Thì cũng đến đó và cũng biết là ở đấy có những hộ dân sống ven dòng sông Nho Quế và cũng biệt lập với thế giới, với cả những bên kia gọi là phải đi qua bên sông ấy, thì với có những cái đường đi lại. Rồi đường này đi lại rất là khó. Vừa rồi thì các bác thử xem, thì hiện giờ Linh đã đi ra được đến phía bên ngoài này rồi. Ui. Thì các bác thấy thức phim ở phía Linh hay và ý nghĩa đi một cái cuộc hành trình trải nghiệm đến một cái thôn bản mới. Mọi người thấy hay và ý nghĩa thì mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Linh ngày một phát triển hơn, để Linh có thể tiếp tục vào trong những cái bản để lập khác, những bản nghèo bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn để giúp đỡ đến bà con vùng cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Mỹ Đình.